trưa ngày 12 tháng 9, ngay sau lời kêu gọi báo Sài Gòn giải phóng trực tiếp đến với người dân vùng tâm bão lũ, nhiều cầu thủ bóng đá từng được vinh danh tại những cuộc bầu chọn danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam hàng năm cho biết, đồng hành cùng báo Sài Gòn giải phóng gửi trao tiền và vật phẩm đến đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ. Theo đó, tính đến 13 giờ ngày 12 tháng 9, có nhiều cầu thủ bóng đá từng đoạt các danh hiệu quả bóng vàng, quả bóng bạc, quả bóng đồng nam nữ phút sang, cầu thủ nước ngoài xuất sắc, cầu thủ trẻ xuất sắc, xác nhận cùng đồng hành với báo Sài Gòn giải phóng trong hành động ý nghĩa này. Đó là huấn luyện viên Trần Minh Quang, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Phạm Thành Lương, câu lạc bộ Công an Hà Nội, huấn luyện viên Trần Văn Vũ, câu lạc bộ Phúc Sang Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân, câu lạc bộ Việt Hùng Thanh Hóa, huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức, câu lạc bộ Bình Phước, huấn luyện viên Phan Thanh Bình, câu lạc bộ Đồng Tháp, huấn luyện viên Nguyễn Thành Long Giang, trung tâm bóng đá Ngọc Hùng, cựu tuyển thủ Phùng Trọng Luân, Phạm Văn Tài em, Đặng Thị Kiều Trinh. Đó là các cầu thủ Đặng Văn Lâm, câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Rafael Sưng, câu lạc bộ Nam Định, Nguyễn Văn Quyết, câu lạc bộ Hà Nội, Nguyễn Hoàng Đức, câu lạc bộ Thể công Việt Theo, Nguyễn Tiến Linh, câu lạc bộ BKMS Bình Dương, Huỳnh Như, Trần Thị Thùy Trang, Trương Thị Kiều, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Thị Kim Thanh, Lê Hoài Lương, Nguyễn Thị Bích Thùy, Thái Nguyên TNT, Nguyễn Minh Trí, Phạm Đức Hòa, Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát, câu lạc bộ Phúc Sang Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thái Sơn, câu lạc bộ Thanh Hóa. Với tinh thần tương thân tương ái, báo Sài Gòn Giải Phóng kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay trợ giúp đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ. Báo Sài Gòn Giải Phóng làm cầu nối tiếp nhận tiền và vật phẩm qua các hình thức: chuyển khoản báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 3100-231-438, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc 0001704060099, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương, Hội Sở. Nội dung: ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3. Đóng góp trực tiếp tại trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng, số 432-434, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng đại diện báo Sài Gòn Giải Phóng tại Hà Nội, số 5860 đường Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng. Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng cảm ơn sự chung tay trợ giúp đồng bào miền Bắc của quý bạn đọc.